Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ Minh Tiến Auto, có địa chỉ số 2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay em xin phép được lên sóng cho anh chị và các bạn một chiếc xe gầm cao đến từ Nhật Bản. Đây là một chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 Premium. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2018, tư nhân sử dụng và mang biển kiểm soát tỉnh anh chị nhé. Chiếc Outlander này của em thì cũng đã lăn bánh được 5 vạn km rồi ạ. Outlander Mitsubishi này thì sẽ có hai phiên bản CVT và phiên bản Premium anh chị nhé. Đối thủ cạnh tranh của Mitsubishi Outlander này là một chiếc Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hoặc là Nissan X-Trail. Đó là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Outlander. Chiếc Mitsubishi Outlander này thì sẽ mang lên mình động cơ 2.0 lít anh chị nhé. Đó. Cùng với đó là hộp số CVT vô cấp. Outlander này là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, nhưng mà về cái option công nghệ thì không thua kém gì những chiếc xe đến từ Hàn Quốc anh chị nhé. Đây là một trong những chiếc xe đánh tan hoài nghi về những option trên những chiếc xe Nhật Bản anh chị ạ. Cụm đèn pha cốt đấy ạ, thì cũng được trang bị là hai bóng bi có thấu kính projector, và đây là hệ thống rửa phanh anh chị nhé. Hệ thống đèn gầm thì là bóng halogen ạ. Vành thì cũng là vành có phay, đây là vành phay đấy ạ, phay CNC rất là đẹp. Đó. Xe thì mang lên mình một màu ngoại thất màu trắng cực kỳ là thông dụng. Và những chiếc xe đến từ Nhật Bản này thì luôn luôn là thương hiệu rồi, lành lặn, bền bỉ và tiết kiệm. Ngoài ra thì trên điều hòa trên những chiếc xe Nhật Bản này thì mát cực kỳ là sâu, cực kỳ là lạnh anh chị nhé. Mitsubishi này là một trong những chiếc xe phải nói là khá là thực dụng đấy ạ. Có chìa khóa thông minh Keyless Go này. Vào đến nội thất thì chúng ta sẽ có ghế lái chỉnh điện, ghế phụ thì là chỉnh cơ thôi. Đó, gương gập hoàn toàn là chỉnh điện hết, các phím bấm đấy ạ. Vô lăng thì có lẫy chuyển số vô lăng này. Tích hợp các phím bấm đa chức năng Cruise Control, có đèn nổ Start Stop, điều hòa auto hai vùng độc lập. Và trên phiên bản Premium này sẽ được trang bị thêm là cửa nóc anh chị nhé. Phiên bản 2018 này thì vẫn là phanh tay cơ thôi. Lên đến 19, cuối những năm 19, model 2020 đấy. Thì Mitsubishi đã facelift, cắt bỏ đi phanh tay cơ, ra là phanh tay điện tử anh chị nhé. Đây là hệ thống sấy sưởi ghế, làm mát ghế anh chị nhé, cho hai người ngồi hàng ghế trước. Cái tính năng này thì là cực kỳ là hay anh chị ạ. Một cái tính năng mà có khi trên những chiếc xe cao tiền hơn mà cũng chưa được trang bị. Đó, những chiếc xe ví dụ như là đối thủ cùng phân khúc thì cũng không được trang bị như là những chiếc xe này đâu ạ. Đó, ví dụ như Honda CR-V chẳng hạn là một chiếc xe cũng đến từ thương hiệu Nhật Bản, hoặc là Toyota Fortuner. Đó, thì lại không được trang bị option như vậy. Hàng ghế thứ hai rồi cũng khá là rộng rãi đấy ạ. Đó. Ghế còn cực kỳ là căng và bóng anh chị nhé. Cốp trên Outlander này thì vẫn là cốp chỉnh cơ thôi, chưa được trang bị là cốp chỉnh điện. Đây. Đó. Hàng ghế thứ ba khi chúng ta không sử dụng đến gập xuống để gia tăng thể tích cốp anh chị nhé. Rất là rộng rãi đấy ạ. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu của Outlander này thì cũng rất là tiết kiệm thôi. Đây em sẽ cho anh chị cùng xem. Ôi, hơi tối một chút. Đây, dán ở đây cơ, nhưng mà bác chủ dán phim cách nhiệt này hơi tối rồi nên là hơi khó nhìn một chút. Đó, em sẽ cố đọc cho anh chị nhé. Trên đường kết hợp thì là 7,25 lít, trong đô thị là 9,75 lít, còn ngoài đường trường thì là 5,8 lít anh chị nhé. Rất là tiết kiệm đấy ạ.
với một chiếc xe 5+2 này mang lên mình động cơ 2.0 lít. Và chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản Premium sản xuất năm 2018 mang biển kiểm soát tỉnh. Hồ sơ bên em thì cũng đã rút sẵn cầm tay rồi. Thì bên em đang chào bán với giá là 565. Và các sản phẩm bên em bán ra thì đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, hộp số động cơ là nguyên bản. Anh chị hoàn toàn có thể mang xe ra garage hoặc mang bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe. Và về ngân hàng thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng Macbin luôn, 70% giá trị xe, lãi suất là ưu đãi ạ. Đến cuối video rồi, anh chị nào đang quan tâm đến những dòng SUV gầm cao 5+2 này thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị 24/7 ạ. Em xin được cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.